Đấy, như chị Hằng Du Mục ấy, chị Hằng Du Mục là cũng mùi, cũng có kiểu cơ thể nách cũng phát ra một cái mùi cũng hơi hôi thôi. Đấy, và chị Hằng đã là một nhân chứng, đó là khi sử dụng nó rất là hiệu quả. Đấy, mọi người thấy chị Hằng Du Mục đã dùng và chính chị Hằng Du Mục đã nói là Linh ơi, con Stupidex này nó hiệu quả thật em ạ. Đấy, không phải tự nhiên mà chị Hằng nói thế đâu, không phải tự nhiên chị Hằng nói thế đâu, bà bị hôi này thật. Khi mà live stream 12 tiếng 24 tiếng đấy, lại gần bà có mùi thật, nhưng không ai nói, không ai dám nói, không ai dám nói đâu, tại vì bà là sếp mà, bà sếp của mọi người mà, thành ra là không ai nói cả. Mình chỉ có anh mình kiểu em út, em ruột thì mình mới có can đảm để nói như này thôi. Đấy, bây giờ là nói ra thì rất là nhiều người rất là đồng tình về cái lời nói của mình như này. Đấy, và bà đã dùng rồi, và bà đã kêu cái này là hiệu quả thật. Mọi người search trên mạng cho mình đi, vào trong mạng ấy, search đi Hằng Du Mục có bị hôi nách hay không, là nó ra mà. Rồi giá con này thì bây giờ chỉ còn đâu đó là 210.000 thôi. Đấy, giá limit của nó là 320k, và bây giờ chỉ có 210.000 thôi. Và cái này là 30ml chai, cực kỳ nhìn nhỏ như này thôi, nhưng mà mỗi lần sử dụng, mọi người dùng cho mình, nếu mà bị kiểu là nặng ấy thì một tuần 4 lần. Đấy, nếu mà sau giảm đi cái tuyến mồ hôi và cái mùi hôi rồi thì mọi người dùng cho mình mỗi tuần 2 đến 3 lần là được rồi, không cần dùng nhiều. Mỗi lần dùng mọi người quẹt cho mình một đường như này, và cái nhược điểm của nó là khi quẹt lên ấy thì nó sẽ hơi ướt, nhơn nhơn một tí, cũng khó chịu đấy, nhưng mà nó khô rất là nhanh, khô tầm 30 giây đến 1 phút thôi. Khi mà quẹt xong ấy thì mọi người nằm ngủ ấy thì mọi người chạm hai cái tay này cho mình này, đó, chạm hai cái tay này ra, kẹp lại như này là nó hơi nhầy nhầy một tí, kẹp giang hai cái tay này ra, chạm ra như này, đó, mình cứ nằm như này tầm 1 đến 2 phút nó khô rồi bắt đầu kẹp nách lại đó. Và dùng hiệu quả nhất là dùng vào buổi đêm, ok chưa mọi người? Và sáng ngày sau thì mọi người biết luôn là nó hiệu quả luôn, làm việc cả ngày luôn, nó giữ cho mình khoảng tầm 40 tiếng gì đấy là nó sẽ không bị mồ hôi với là mùi hôi nó phát ra. Đấy, hiệu quả lắm. Đã chiến thần Hằng Du Mục đã lên tiếng rồi, chứng tỏ là bà hôi nay thật. Và cái mùi hôi đấy mình tưởng là anh Tiến Nguyễn phát ra, nhưng mà không phải. Mỗi lần đứng bên cạnh bà thì cũng có nhiều người xung quanh ấy, Nhật Lễ với lần này anh Nam Hoàng, rồi là đến anh Tiến Nguyễn. Đấy, mình đang nghi là 4-5 người đấy, nhưng không dám hỏi ai cả, toàn anh chị em nhà trong nhà cả. Thì nói ra thì kỳ. Thì ra là bà Hằng không tránh đi đâu được. Vừa rồi thì mới lên nói ra thì mới bị lộ là Linh ơi, cái lần này này nó dùng hiệu quả thật em ạ. Đấy, chứng tỏ cái lời nói đấy là mình biết là bà hôi nách. Trong cái trường phòng live stream ấy, có ai dám hỏi bà là ui, chỉ mùi hôi nách à? Đấy, chỉ nách thôi à? Ai nói thế đúng không mọi người? Rất là hiệu quả. Và cái hiện tại bây giờ nhá, là cái Stupidex này ấy, đang có rất là nhiều bên để giả mạo làm fake đấy ra thị trường. Thì mọi người lưu ý cho mình, khi mà đặt hàng thì sẽ đặt trên like của mình với là của chị Hằng, hay là của Nhật Lệ, hay là của anh Tiến, anh Hoàng, công ty Hoàng Tiến. Và mọi người để ý cho mình, khi nhận sản phẩm ấy thì nó đều có cái mã QR đây này. Đây, mọi người cảo ra, nó có cái mã QR đây này. Mọi người mở cái phần camera lên và dí vào đây, nó sẽ hiển cái đường link. Cái đường link đấy dẫn đến cho mọi người là trang web chính hãng của cái dòng Stupidex này. Và dòng Stupidex này là nó thuộc ở bên Pháp đấy, không có ở Việt Nam, thành ra là mỗi khi lấy hàng về là toàn ở bên Pháp về thôi.
và rất là hiệu quả khi mọi người dùng 1 đến 2 lần. Nếu mà đã dùng cái sản phẩm này rồi thì mình khẳng định với mọi người là chắc chắn mọi người sẽ tự mua lại và không cần chờ livestream để mình mua để săn nữa. Đấy, bây giờ cái dòng thơm ấy thì nó sẽ không hỗ trợ được cho mọi người lâu dài. Nếu mà mọi người không sử dụng nữa thì cái mùi hôi và cái mùi hôi của mình sẽ bị lại. Đấy, thà rằng xài một cái như thế này cho nó hiệu quả đi. Đấy, nó giảm đi cái tuyến mồ hôi, sau này tự tin hẳn lên luôn, chứ không phải là mỗi ngày đều phải quẹt. Một tuần quẹt 3 lần cho mình thôi, mỗi lần quẹt như một cái như này thôi. Đó, cái nhược điểm của nó thì như ban đầu mình nói là nó sẽ bị nhất nhất một tí ở rết lên nách. Nhưng mà thôi, quẹt xong rồi, chịu khó giơ hai cái nách lên như này này. Nếu mà đi ngủ thì giơ hai nách lên, còn đi ra ngoài thì cứ đi ra ngoài quạt đấy, ngoài quạt, đứng trước quạt như này này. Đó, để cho nó khô đi một tí rồi bắt đầu kẹp nách lại cho nó dễ chịu hơn. Đó. Rồi. Còn thằng này à? Còn 300 suất nha mọi người. Nhỏ như này mà đã hôi nách rồi. Nhưng mà 6 tuổi trở lên. À đâu, 12 tuổi trở lên mới dùng được nha. 10, có phải 10 tuổi ạ? 300 suất nha mọi người. Kiếm được. Trời ơi, thằng này đi ra đi. Đúng là cháu Hoàng Trung Mục. Trời, 300 suất coi tưởng cho mình. Cô nào cháu đấy đuổi. Đấy, 300 suất nhá. 300 suất nữa mọi người nha. Giá là 210k thôi. Và cái dòng sữa Benex này ấy thì hiện tại là cũng cứ về hàng là hết thôi. Tại vì dùng rất là hiệu quả. Những ai dùng cái sản phẩm sữa Benex này cứ comment lên cho em là nó như thế nào. Đấy, mình muốn là khách hàng kiểu trải nghiệm xong rồi là xem cái kết quả như thế nào. Thì chính mọi người nói thì nhiều người chưa mua thì sẽ tin. Còn bây giờ mình nói nó hiệu quả thật thì nó đơn giản quá, đúng không mọi người? Mọi người dùng đi, mình khuyên mọi người là nên dùng để tránh cái trường hợp sau này. Đấy, mình vẫn kiểu là mình không bị khuyên anh đâu, nhưng mà mình vẫn bôi để phòng, để phòng lỡ, tại vì xung quanh mình thì có chị Hằng này ấy này, đúng không mọi người? Nhiều khi cái mùi hôi nó có thể là bay bốc hơi qua nách mình, khi nào cũng không biết đâu. Đành ra là mình phải phòng ngay. Kể cả Nhật Lễ, anh Hoàng hay là anh Tiến, nói chung là cũng không biết đâu mà lần. Đành ra là mua về phòng bôi, không bó mùi hôi nhưng mà mình vẫn bôi. Những ai đi tập gym các kiểu ấy, đấy mấy anh chàng đấy mà không dùng cái này, với là các chị em đi tập yoga không dùng cái này à, cái thật đấy, cái mùi hôi ở nách ấy nó phát ra ấy, thì chính bản thân của mọi người sẽ không ngửi được đâu. Những cái người xung quanh ấy thì người ta sẽ ngửi được đấy, khi mà tiếp xúc lại gần đó. Nhưng mà người ta phát hiện ra rồi thì người ta làm gì có dám để nói mọi người là ừ nách hôi nách nhỉ, đúng không? Không được đấy, người ta cũng chỉ im lặng thôi. Vì thế là mọi người, những ai chưa bị hay là bị rồi thì khuyên mọi người là hãy dùng đi, đừng để như chị Hằng đấy, để cho nhiều người kiểu là muốn lại gần để nói chuyện nhưng mà cũng e dè đấy, cũng đành ra là bà là cũng là sếp mà, đành ra là tất cả mọi người xung quanh thì cũng không ai nói được bà đâu. Đành ra là bà cũng biết từ giãn rồi, là bà lấy cái này về, bà cũng bôi rồi, cũng hiệu quả rồi, bà cũng nói lên mạng rồi, đấy. Có là hai cái mà. Đúng không mọi người? Mọi người công nhận cái điều đấy không? Con đang đúng không mọi người? Cái này cho mọi người cắp cút thoải mái luôn, cắp cút thoải mái. Mình chỉ nói sự thật thôi mà. Tất cả trong team Hằng Chu Mục là cũng gửi gắm cho mình những cái lời nói đấy, chứ không phải là mỗi riêng mình đâu. Đó. Còn 130 nhá. Không hề đùa tí nào luôn. Cái đó là sự thật. Như Liên Đồ đây này, dạo là gần đây là đỡ rồi. Đúng rồi, nhưng đúng. Ngày xưa ngồi gần Lindo là một cái chuyện gì đấy là nó khó khăn lắm mọi người ạ. À. Không mình đùa đâu.
dạo này là thành idol rồi nên là chăm chú hơn về cái cơ thể rồi đấy, mà cũng mua cái này mua cái kia để bôi tóc rồi là bôi kem cho nó thơm rồi là lăn nách cho nó đỡ mồ hôi rồi có mùi hôi đấy. Đúng rồi, còn 130 suất nhá cả nhà. Chị Hằng vào đây à? Thế thư là chỉ có